ba lần rồi mới biết. Không, tại vì lâu 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 là cô bẻ rau lên cô cho cô liễu á. Ngày gia đình hay gì? Em cô sáu. Em ruột rồi. Nhà cô cô một. Nhà cô cô một. Quay không được. Mình phải tôn trọng những người đã mất. Người đã mất mới tôn trọng. Tại vì chuyện cũ ở đây là song song Âm Thị Dương. Tại sao tôi gọi là Âm Thị Dương? Giống như thì Âm Thị Dương không có Âm Thị Dương tồn tại xã hội này. Thì có kiên thì mới có lạnh. Cái miệng mình nói những cái gì mà không chấp thì không được đâu, tin nữa. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã trở lại với video của kênh Mẹ Cát Tiên. Rồi lâu có ghé hái trộm hai ba lần rồi mới biết chứ. Không, tại vì lâu 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 là cô bẻ rau lên cô cho cô liễu á. Ngày gia đình hay gì? Em cũng sao cô sáu. Em ruột rồi. Nhà cô cô một. Nhà cô cô một Nguyễn Phúc Mộc. Phúc Mộc đúng không? Ừ, cô kinh doanh. Nhà cô có một cái cây chôm chôm vàng mà cái cây chôm chôm vàng nó ra trái nhìn tả lắm. Mà cây chôm chôm đó anh Minh anh có đi ăn trộm rồi. Tào lao à, anh không có đi ăn trộm à. Sao anh điều tra dữ vậy? Nhà cô vậy gần chỗ siêu 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 thị siêu thị không? Mình hỏi thăm cô. Cô hỏi này có em cần chắc gì vậy? Cô gần cô nhà cô gần ở siêu thị không cô? Cần mỏ lại chắc gì vậy? Chiến mỏ mấy ông anh con là quản lý siêu thị đó đó. Để chuyện đó mình nói sao hết không? Chuyện riêng tư chúng ta có một cái sắt là nói làm gì? Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh cũng là coi tạm trần gian. Kêu diễn sắc làm gì kìa? Dù anh ôi, ông nồng vậy đó, hỏi chết chụp bơm đầu luôn. Rồi. Ôi. Ông hút mật mà chết gì? Chết à. Ông này tôi phải ngán đớp cái. Ông này dữ lắm ông mới chết chứ bình thường không về chết. Lại đây đứng đây tôi gung cho chết không? Không về chết. Đứng thử ơi. Chết đó. Ông nào ông chết. Ông nào ông chết. Đứng đây bên. Để tao vọng. Tại sao mình đang chạy qua đường mà có con ông 3000 chết. Đây tao nó, tao nè. Ui 3000 gặp cái. Ai nói gì đâu rồi, tao nói với con này nó hiện. Rồi sao vụ gì? Vụ gì? Này, vụ ừ. Vụ gì hôm qua mày đăng tao lên cái gì mà chạy cười hề hề vậy? Tết năm mới cũng chúc con. Rồi bây giờ thì qua mộ ông Âm Cát Tiên để thắp hương mọi người ơi. Hả? Ừ. Nhốt lại bớt rồi. Hồi nãy đang quay với mọi người chạy đi làm công việc tại đám tang á, mình có một kênh chuyên về đám tang mọi người. Cho nên là đám tang lên thì em phải chạy đi quay. Nãy đoạn đầu nãy có khách có khán giả lên viếng. À, giờ thì đặt máy đi mọi người. Bông mà mất trời. Bây giờ bên sẽ thắp hương. Bà Cát Tiên sẽ thắp hương cho ông Năm Cát Tiên.
và 4 cái ngôi mộ ở phía sau. 4 ngôi mộ này là phù hộ cho ba các tiên rất là nhiều. Đó. Trước là ông Năm, sau là 4 ngôi mộ ở đây. Đó. Tại vì 4 ngôi mộ này là ba các tiên hay đặt cái máy điện thoại để mà quay á mọi người. Ân nghĩa lắm luôn á. Nên phải tôn trọng những người đã khuất. Người đã khuất mới tôn trọng mình. Tại vì hiện hữu ở đây là song song âm và dương. Tại sao tôi gọi là âm và dương? Cũng giống như điện âm điện dương thôi. Phải có âm và dương mới tồn tại xã hội này mọi người. Thì mà có kiên thì mới có lành chứ. Cứ nói mà nói cái miệng mình nói những cái gì mà nó không đúng, nó dạng như là cố chấp thì không được đâu, mà tin mới được. Cuối năm phù hộ gia đình sức khỏe bình an, cuối năm công việc gia đình bình an, các con cái khỏe mạnh, gia đạo bình an. Vui về anh em lòng vui về quê đồ, cũng như gia đình con về quê được sự bình an, che chở đi lên đi xuống rồi mạnh khỏe, tay chân đến nơi về chốn. Mộ Năm ơi, mộ rồi gia đình con giữ quê bình an vui vẻ mọi người. Nói chung ra thì con vui vẻ mọi người, không có buồn bã gì hết à, cũng không có gọi là cái gì gọi là mọi gì hết, người bỏ chuyện cũ bỏ qua, về ăn Tết vui vẻ với gia đình. Họ cho con nghe không Năm? Ở đây giờ là thắp hương. Giờ ra sao thắp hương hai ngày một sao nói chứ mấy ngôi mộ sau này là anh cũng tôn trọng lắm nha. Đó anh đặt máy anh quay lắm á, mộ nào cũng phải tôn trọng chứ anh. 4 ngôi mộ này nè, mộ nào cũng gì hết luôn. Ông riêng anh là 4 ngôi mộ này, tại vì anh vô 4 mộ đó anh là đặt máy vậy. Đúng. Anh là em là mộ nào cũng vậy hết. Tại vì 1, 2, 3, 4 ngôi mộ này anh biết máy thì biết. Nói chung là mộ nào cũng tôn trọng hết, nhưng mà những cái mộ này là những cái mộ mà gia chạm nhiều nước mắt mà chỉ tất cả những này tôn máy trên đây. Trên thì đó là cũng ở đây có cái đời thường của mình thôi. Ở dưới là nước qua, dưới cao có cái gì sau khi mà thắp hương xong thì sao lao mộ cho cậu. Lao mộ rồi, lao mộ. Mở sáng mở tan nha, để chơi nha. Chơi là khán giả chơi luôn đó. Dạ, để chú lao thôi. Cầm hơi bị quơ quá. Chú không giữ rồi, chú làm gì con ông không giữ. Quấn kìa. Quấn nào thấy không, thấy không? Nè, tự nhiên đổ hồ chú quýnh á, chú đang lao rõ ràng là đổ hồ chú quýnh, thấy không? Mèo này có. Thấy không, mèo này lương lẹo quá. Con nhỏ mà lương lẹo chứ mai mốt mà lớn là không được con. Ai biết được chị thấy không, ổn nha. Mét anh Tòng nè. Từ nay mét anh Tòng hơn. Con mèo đó ổn ghen. Rồi để cho xử lý sao. Trời ơi, ngồi. Đó, ngồi đẹp thì luôn là mặc đồ đẹp mà. Đồ trắng mà là như dơ có. Không được con. Không. Đang quay con. Đang quay con. Có tài đủ à.
anh em sáng giờ cũng lao nhiều mọi người, mình cũng đao bộ bia đó. Rồi chắc có lẽ thì ba Cát Tiên cũng xin kết thúc cái video ở đây ha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau ha.